Cũng lợi, Tiểu Tam phá hoại gia đình đạo diễn Trương Nghệ Mưu và đường tình duyên lận đận. Cũng lợi được xem là một trong những ngôi sao đình đám nhất xứ Trung, được mệnh danh là nữ hoàng điện ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên này gây ấn tượng với hàng loạt tác phẩm đình đám vang danh thế giới, nhưng cũng được chú ý bởi những tin đồn tình ái, con đường tình duyên chẳng mấy bằng phẳng. Cũng lợi sinh năm 1965 tại Thẩm Dương, Trung Quốc, trong một gia đình có truyền thống đèn sách, bố là giáo viên đại học. Từ nhỏ, Cũng lợi đã có mơ ước trở thành một diễn viên. Vì thế mà cô rất thích những môn học như âm nhạc và khiêu vũ. Năm 14 tuổi, khi vô tình được mời đóng vai quần chúng trong một bộ phim, từ đó cô lại mơ ước mình trở thành diễn viên. Lớn lên, thành tích học tập của Cũng lợi lại không tốt, liên tục hai lần thi trượt đại học. Bố mẹ cô rất buồn và không muốn con gái tiếp tục trên con đường nghệ thuật. Cũng lợi từng chia sẻ, gia đình không muốn cho tôi làm diễn viên, họ cho rằng diễn xuất cũng là một công việc vất vả. Cũng lợi cho đến nay vẫn nhớ đến kỷ niệm khi bị gia đình phản đối việc trở thành diễn viên. Dù vậy, Cũng lợi vẫn luôn kiên trì với ước mơ của bản thân. Để có tiền đóng học phí, tiếp tục ước mơ, Cũng lợi vừa đi làm thêm vừa ôn tập lại kiến thức. Trong quá trình đi tìm người thầy dạy thêm về diễn xuất, cô quen biết với đạo diễn Doãn Đại Vu qua lời giới thiệu của bạn bè. Nhờ sự dạy dỗ của đạo diễn Doãn, Cũng lợi đã có bước tiến bộ rõ rệt về diễn xuất và đạt thành tích cao nhất về chuyên ngành. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Cũng lợi vẫn thi trượt, thiếu 11 điểm so với mức điểm sàn vì điểm thi môn văn hóa quá thấp. Thời điểm đó, đạo diễn Doãn Đại Vu đã lợi dụng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ Cũng lợi. Bên cạnh đó, các giáo viên trong trường cũng đánh giá cao khả năng của cô nàng, nên cuối cùng, mỹ nhân này cũng đã được bước chân vào cánh cửa Học viện Hí kịch Trung ương, Trung Hí. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, nét duyên ngầm cực cuốn hút, thần thái hơn người và body gợi cảm, ngay khi bước chân vào Trung Hí, Cũng lợi đã được mọi người bầu chọn là một trong ngũ đại kim hoa, năm người đẹp nhất trường. Năm 1987 chính là thời điểm giúp Cũng lợi đổi đời, bước trên con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng. Thời điểm đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đến Trung Hí để chọn vai nữ chính cho bộ phim Cao Lương Đỏ. Khi đó, vị đạo diễn này đã chọn một cô gái khác có ngoại hình vô cùng phù hợp với nhân vật. Thế nhưng, chính khuôn mặt mang nét ngây ngô, đanh đá, Cũng lợi thể hiện đã thuyết phục vị đạo diễn khó tính chọn cô làm nữ chính tác phẩm đầu tay của mình. Đây là bộ phim đầu tiên mà Cũng lợi tham gia diễn xuất và cũng là phim đầu tiên mà Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn. Khi công chiếu, Cao Lương Đỏ đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ các chuyên gia phê bình. Diễn xuất trong phim của Cũng lợi cũng được đánh giá rất cao dù đây là bộ phim đầu tay của cô. Sau khi công chiếu, Cao Lương Đỏ không chỉ nhận được những giải thưởng danh giá như Kim Kê, Bách Hoa mà còn nhận được cúp từ liên hoan phim Berlin. Tuy không nhận được giải thưởng nào từ vai diễn này, nhưng thật sự Cao Lương Đỏ là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đưa Cũng lợi lên đến đỉnh cao của thành công. Từ bộ phim này, Cũng lợi và Trương Nghệ Mưu cũng trở thành cặp bài trùng nức tiếng xe buýt. Cả hai hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim đình đám như Cúc Đầu, Thu Cúc Đi Kiện, Đàn Lồng Đỏ Treo Cao. Những tác phẩm này giúp Cũng lợi trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất thời điểm bấy giờ. Không chỉ đóng phim, Cũng lợi còn được mời làm giám khảo của liên hoan phim Cannes, chủ tịch giám khảo của liên hoan phim Venice, liên hoan phim Berlin, liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Cũng lợi trở thành một huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ. Những ngôi sao đình đám như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trần Đạo Minh, Châu Tinh Trì cũng đều không tiếc lời khen ngợi Cũng lợi. Ngay cả Triệu Vy, Lưu Đức Hoa cũng mong ước được hợp tác với mỹ nhân này. Triệu Vy từng nói về Cũng lợi, tôi luôn mong muốn có cơ hội được hợp tác với chị Cũng lợi, con người chị ấy luôn tràn đầy mị lực, chị mãi mãi là diễn viên xuất sắc nhất. Lưu Đức Hoa thì nói, tôi luôn ao ước được đóng phim cùng cô ấy, giờ đây sau 20 năm, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn. Tiểu Tam chan chân vào gia đình đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khi còn học tại trường Trung Hí, Cũng lợi hẹn hò với người bạn trai cùng trường là Dương Kiến Huân. Thời điểm Cũng lợi tham gia Cao Lương Đỏ, Dương Kiến Huân nổi cơn ghen vì thấy bạn gái đóng phim giữa một nhóm người đàn ông cởi trần. Người này yêu cầu Cũng lợi bỏ vai nhưng bị từ chối. Sau đó Dương Kiến Huân tới phim trường đánh đập bạn gái nhưng bị Trương Nghệ Mưu ngăn cản. Lo lắng tâm trạng của Cũng lợi bị ảnh hưởng, Trương Nghệ Mưu thường xuyên trò chuyện với cô và dần dần giữa họ nảy sinh tình cảm. Thế nhưng khi đó Trương Nghệ Mưu đã có vợ con, còn Cũng lợi vẫn chưa chia tay với bạn trai. Sau khi tác phẩm được công chiếu, mối tình của cặp đôi bị công chúng phát hiện và trở thành quả bom gây chấn động showbiz. Được biết, gia đình nữ diễn viên vô cùng phản đối mối quan hệ này vì đạo diễn họ Trương hơn cô tới 15 tuổi. Tuy nhiên vì thái độ của Cũng lợi quá kiên quyết nên ai cũng bất lực. Khi mọi chuyện bị đưa ra ánh sáng, Trương Nghệ Mưu một mực ly hôn với vợ để đến với tình trẻ. Ban đầu vợ ông còn cố gắng níu kéo, gìn giữ gia đình, nhưng sau đó cũng đành bất lực buông tay. Về phía Dương Kiến Huân, sau khi biết bạn gái ngoại tình đã tìm đến phim trường đánh Trương Nghệ Mưu, gãy chân phải nhập viện. Hôn nhân kết thúc, Trương Nghệ Mưu cùng Cũng lợi sang Hồng Kông để trốn tránh dư luận vì bị chỉ trích là kẻ phụ bạc và tiểu tam. Mặc dù bên nhau 8 năm nhưng Cũng lợi chưa từng có được bất kỳ danh phận nào.
Khi trả lời báo chí, Cũng Lợi cũng thường xuyên nhắc khéo việc kết hôn nhưng đạo diễn họ Trương lại ngó lơ. Theo truyền thông xứ Trung suy đoán, nguyên nhân có thể vì con gái của Trương Nghệ Mưu, Trương Mạc không tha thứ cho bố và chấp nhận Cũng Lợi. Về mối quan hệ với Trương Nghệ Mưu, sau nhiều năm, Cũng Lợi vẫn luôn ủng hộ tình cũ hết mực. Năm 2018, tại lễ trao giải Kim Mã, cặp đôi đình đám một thời có dịp tái ngộ, một người đoạt giải, một người là giám khảo. Khi chứng kiến tình cũ thành công, Cũng Lợi rớm lệ ngồi dưới khán đài khiến ai nấy chứng kiến cũng xúc động. Có thể thấy được, dù đã chia tay nhưng trong lòng họ vẫn có nhau. Tình duyên bi kịch và cuộc hôn nhân hạnh phúc tuổi 53. Năm 1996, sau một năm khi chia tay Trương Nghệ Mưu, Cũng Lợi kết hôn với trùm thuốc lá Singapore hơn cô 15 tuổi, Huỳnh Hòa Tường. Cuộc hôn nhân này khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Không ít người cho rằng nữ diễn viên không thực sự yêu vị đại gia này mà chỉ giận dỗi trả thù Trương Nghệ Mưu. Thế nhưng nhiều người cho rằng đây là việc đúng người đúng thời điểm. Trong khi Cũng Lợi đang khao khát một gia đình cho riêng mình thì vị đại gia này giúp cô đạt được mong ước bấy lâu nay. Những tưởng nữ diễn viên đã tìm thấy được bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng tới năm 2012, Huỳnh Hòa Tường tuyên bố đã ly hôn Cũng Lợi trước đó 3 năm, tức là từ năm 2009, kết thúc 13 năm gắn bó. Vị đại gia này giải thích lý do ly hôn là vì công việc hai bên quá bận rộn nên tình cảm dần phai nhạt. Tháng 10 năm 2017, khi tới thăm nhà một người bạn ở Pháp, Cũng Lợi gặp gỡ với nhà soạn nhạc Jean Michelger. Ngay khi mới gặp, Michel đã mê mẩn nhan sắc Cũng Lợi và trúng tiếng sét ái tình với nữ diễn viên. Tôi biết em qua màn ảnh, giới truyền thông nước Đức, Anh, Pháp đều gọi em là Cũng Hoàng. Em là một người phụ nữ vĩ đại. Sau đó, Michel theo đuổi Cũng Lợi một cách vô cùng nhiệt tình, luôn ở bên mỹ nhân này mỗi khi cô mệt mỏi ốm đau. Người đàn ông Pháp lãng mạn hơn cô 17 tuổi này đã khiến trái tim Cũng Lợi một lần nữa rung động. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đều cảm giác đối phương chính là người mà mình đang tìm kiếm. Cuối cùng, sau 8 tháng hẹn hò, Cũng Lợi quyết định lên xe hoa với bạn trai người Pháp. Vào thời điểm đó, cuộc hôn nhân của cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến bàn tán. Nguyên nhân là vì Michel từng có 3 đời vợ đều là mỹ nhân sắc nước hương trời của Hollywood. Trong những năm qua, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện tin đồn cặp đôi bất hòa ly hôn. Dù vậy, cặp đôi này vẫn hạnh phúc bên nhau. Khi xuất hiện cùng chồng, Cũng Lợi luôn nở nụ cười rạng rỡ và rất tự nhiên. Nhiều bạn bè tiết lộ, Jean Michelger rất cưng chiều vợ và nể phục tài năng của vợ. Nhà soạn nhạc nổi tiếng thường xuyên tháp tùng vợ đi dự sự kiện, đưa cô đi mua sắm hay giúp cô lựa chọn trang phục. Cuộc sống của hai người rất lãng mạn, ngọt ngào, dù Cũng Lợi đã 53 tuổi, còn ông xã cô đã 71 tuổi. Hiện tại dù đã hơn 50 tuổi nhưng Cũng Lợi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vóc dáng thon gọn, đáng ngưỡng mộ. Người đẹp lận đận tình duyên giờ đây viên mãn với cuộc sống hôn nhân bên chồng Tây. Sự nghiệp luôn được coi trọng, là chị đại và cũng là niềm tự hào của làng giải trí Hoa ngữ.